Thưa quý vị, chiều nay tại tỉnh Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 về kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đã có buổi làm việc với lãnh đạo của 5 địa phương gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Đến hết ngày 30 tháng 9, ước thanh toán của năm địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đạt 46,21% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước. Lãnh đạo các địa phương đã nêu những khó khăn, vướng mắc dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, trong đó có khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, vướng mắc liên quan đến công tác đấu thầu, thiếu nguyên vật liệu xây dựng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận những nỗ lực của các địa phương. Tuy nhiên, để đạt được tiến độ giải ngân, các địa phương phải bám sát chỉ đạo của Chính phủ và theo dõi sát tình hình thực tế, đồng thời kiệm toàn bộ máy lãnh đạo. Đồng chí yêu cầu các địa phương tăng cường cán bộ có năng lực về hỗ trợ công tác giải ngân cho tuyến huyện. Quá trình đôn đốc giải ngân đề nghị có kiểm tra, giám sát, nhất là thành lập tổ công tác để đi đồn đốc tiến độ các bộ ngành cơ quan trung ương theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo đề xuất của các địa phương đẩy nhanh tiến độ giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới việc giải ngân vốn đầu tư công